Thưa quý vị và bà con, tồn tại và phát triển hàng trăm năm qua, nhiều làng nghề nước mắm của Duy Xuyên, Thăng Bình luôn là niềm tự hào của ngư dân vùng ven biển nơi đây. Hiện nay, các làng nghề này được định danh là làng nghề nước mắm Nam Hội An với mục tiêu tạo thương hiệu và phát triển sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người làm mắm. Làng nghề nước mắm truyền thống Cửa Khe thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam từ lâu đã nức tiếng xa gần. Chính vì thế, khi nhắc đến làng nghề nước mắm này, người dân xứ Quảng ai ai cũng biết đến câu nhắc mắm Cửa Khe, nhì chè Long Phú. Trong nhiều năm qua, nước mắm truyền thống Cửa Khe không những được giữ vững mà còn phát triển trở thành sản phẩm OCOP được người tiêu dùng trên khắp cả nước tiêu dùng. Trong chương mục khuyến nông kỳ này, chúng tôi mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu về quy trình làm nước mắm của làng nghề Cửa Khe cũng như là sự phát triển của làng nghề nước mắm vùng Nam Hội An trong nhiều năm qua. Trong số nhiều loại nước mắm truyền thống của xứ Quảng, nước mắm Cửa Khe của làng nghề nước mắm Cửa Khe được biết đến là một loại nước mắm làm từ cá cơm thang, không trộn lẫn với bất kỳ loại cá nào khác nên mang hương vị đặc trưng rất riêng. Làm nước mắm truyền thống khá vất vả, từ khâu chọn mua cá đến muối cá, lọc mắm qua nhiều công đoạn khá công phu và tốn nhiều thời gian. Thế nhưng bà con ngư dân ở đây vẫn tâm huyết với nghề. Mỗi người làm nghề đều luôn chú trọng về chất lượng sản phẩm, đặt uy tín lên hàng đầu để giữ vững thương hiệu truyền thống mà cha ông để lại. Tiêu biểu như ông Hà Thành Tươi ở thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, một trong số những hộ bám trụ lâu đời nhất với nghề. Cái làng nghề nước mắm này là có từ rất là chi là lâu. Tức là tôi năm nay là 60 mấy tuổi, nhưng mà khi mà trước ngày giải phóng, tức là ông bà cho mẹ đã hình thành ra một cái làng nghề nước mắm này rồi. Tức là trước đây, tức là ông cho ta đi biển bầu rồi nhờ nào cũng có muối mắm hết. Vì cái muối mắm này là coi như trước đây là đi lồm, chồng đi lồm về, vợ nhờ muối mắm. Rồi đến khi tháng 9, tháng 10 đến mùa đó coi như mình đem lên nguồn. Đổi lúa, đổi cua, đổi gỗ về để sử dụng trong cái nhà. Nước mắm Cửa Khe cũng như nước mắm vùng Nam Hội An nói chung được làm từ cá cơm thang theo phương pháp ủ chượp thủ công truyền thống, ướp với muối theo tỷ lệ 3 kg cá, 1 kg muối, có khi 2 kg cá với 1 kg muối. Hỗn hợp này sẽ được ướp trong bể để ngoài trời khoảng 6 tháng, sau đó mang vào ủ trong mát khoảng 3 tháng để mắm dịu lại. Cá muối trong khoảng từ 9 đến 12 tháng sẽ lọc để lấy nước mắm. Cá và muối sau khi trộn đều được cho vào thùng chượp, gọi là giai đoạn trộn muối. Ở công đoạn này, đòi hỏi người làm nghề phải thật sự kiên nhẫn khi cá và muối được ủ yếm khí trong thùng gỗ suốt từ 12 đến 13 tháng, không đánh nát hay khuấy đảo. Để tạo nên giọt nước mắm thì nguyên liệu chính của cá là chỉ có là cá và muối. Theo tỷ lệ thường là 3 cá 1 muối. Thì cá nó, để chọn cá ngon nó thì mình chọn cá cơm là ở đây là chỉ có cơm thon là vừa, đều con là không được nhỏ mà không được lớn. Là để cho cái độ đạm cao, được nhiều nước và cá phải là tươi. Mình chọn mua là tập trung là vào tháng 3 hoặc là tháng 4 âm lịch đó. Còn muối là mình nhập là chủ yếu là ở thị trường ở trong Quảng Ngãi và Bình Định. Thì muối mình chọn là muối là phải muối hột nó vừa nó đều. Và trước khi mình đem về mình muối đó, là mình phải lưu kho là tầm khoảng là 9 đến 12 tháng để cho cái lượng tột chắc những cái độ chua độ chót trong cái muối nó lắng xuống, là để con muối mình cho nước mắm nó ngọt hơn, nó ít chát hơn. Trong suốt thời gian ủ, người làm nghề vẫn luôn cẩn mẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng nước mắm trong từng thùng để đảm bảo chất lượng nước mắm cốt luôn ổn định, đạt chuẩn. Sau từ 12 đến 13 tháng chăm sóc, chượp sẽ chín, nước bội kéo rút ra có mùi thơm nồng, trong cẩn, màu vàng rơm đến cánh gián. Những giọt nước mắm đầu tiên này được gọi là mắm nhĩ hay mắm cốt, những đợt sau gọi là mắm nhất, mắm nhì. Là người duy nhất trong số 5 người con nối nghề làm nước mắm truyền thống từ đời ông nội để lại. Vài năm gần đây, anh Hà Văn Thuận đã được cha mình giao tiếp quản toàn bộ cơ sở sản xuất nước mắm của gia đình.
kế thừa tất cả kinh nghiệm quý báu trong quy trình làm nước mắm truyền thống, cộng với sự năng nổ, nhạy bén của tuổi trẻ, anh Thuận đã không ngừng tìm tòi, học hỏi nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dòng sản phẩm. Tiếp cận cái nghề mắm của cha ông mình thì ngoài những cái khách hàng mà thân thiết hồi xưa giờ họ dùng, họ tin, họ ủng hộ mình, thì mình phải cần phải là quảng bá, tuyên truyền thông qua các cái hội chợ xúc tiến thương mại, thông qua các cái chương trình của cái sở công thương, sở hạt nông nghiệp, là nhiều cái sở ban ngành của nhà nước hỗ trợ, thì mình đi mình để xúc tiến, rồi mình tiếp cận những cái chuỗi thực phẩm sạch, những cái siêu thị, những cái nhà hàng để mình bỏ mắm vào doanh nghiệp. Rồi bên cạnh những cái việc thương mại đó thì mình tham gia cái buổi mà phiên chợ. Thì hiện tại cơ sở mình cho ra một cái sản phẩm đó là nước mắm em bé, nên là nhiều cá ít muối, và thời gian mà để uống nước muối này nó lâu hơn, là phải là tầm 18 đến 20 tháng. Thì cá là mình muối mình theo tỷ lệ là 4 cá một muối, là mình kéo rút, mình ủ, mình chăm sóc rất kỹ hơn để tạo ra những cái sản phẩm mà nó nhiều đạm hơn và cái lượng muối nó ít hơn để phù hợp với cái cơ thể, sự phát triển của em bé. Với niềm tự hào về nghề nước mắm truyền thống bao đời nay của quê hương, anh Võ Nguyên Tùng nối nghề của ông bà truyền lại. Lớp trẻ kế cận nghề truyền thống như anh luôn trăn trở để tìm cách phát triển và tìm kiếm cơ hội vươn xa hơn cho thương hiệu nước mắm Cửa Khe, cũng như mở rộng thị phần cho sản phẩm nước mắm truyền thống trên thị trường này. Riêng cái làng nghề á, là chỉ khi là giọt nước mắm bán ra thì làng nghề mới còn tồn tại thôi. Thì tôi cũng có cái những, tôi cùng những thành viên của làng nghề cũng có những cái đề xuất để cho mọi người biết đánh hơn về cái làng nghề, cũng rất mong muốn là chỗ cái chính quyền địa phương sẽ tạo, tại vì ở đây là cái làng nghề nước mắm truyền thống cũng lâu đời nhất Quảng Nam, nên mong muốn là sẽ có được cổng làng nước mắm, rồi tiếp theo là sẽ có được nhà trưng bày và giới thiệu nước mắm đó. Bên cạnh đó thì cũng mong muốn chính quyền thực sự là tạo một vai trò bà đỡ để những cái sản phẩm của làng nghề đến với những kênh siêu thị lớn, tại vì bản thân những cơ sở nhỏ lẻ để tiếp cận với những cái đối tác đó thì rất là khó khăn. Đó, rất mong muốn là chính quyền tạo ra vai trò bà đỡ. Còn trong quá trình mà nếu chúng tôi tiếp cận được rồi, nhưng trong quá trình mà sàng lọc của thị trường thì có thể là được, có thể là không. Nhưng mong muốn là cái sản phẩm của làng nghề đặt lên được những cái kệ của những cái chủ siêu thị lớn như là Vinmart, rồi Cupmart, rồi cái Bách Hóa Xanh. Tuân thủ quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo quy chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, sản phẩm nước mắm Cửa Khe khi đến với thị trường luôn đảm bảo chỉ số về độ đạm, độ mặn, tuyệt đối không sử dụng chất phụ gia, phẩm màu. Hiện nay, tổng sản lượng nước mắm của làng nghề Cửa Khe sản xuất hàng năm vào khoảng 120.000 đến 150.000 lít. Mỗi lít nước mắm bán ra thị trường có giá khoảng 50 đến 60.000 đồng. Nhãn hiệu tập thể nước mắm Cửa Khe đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp và danh hiệu làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định công nhận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng rất tích cực trong việc hướng dẫn củng cố hợp tác xã để hỗ trợ sản xuất và giải quyết đầu ra sản phẩm cho các thành viên, đồng thời chọn nước mắm Cửa Khe tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp tỉnh và đã được công nhận đạt 3 đến 4 sao. Cũng như nhiều thương hiệu nước mắm của vùng Nam Hội An, nước mắm Cửa Khe không chỉ được bán lẻ, bỏ sỉ cho mối quen lâu năm hay các cửa hàng, nhà hàng trong các tỉnh lân cận, mà nay nước mắm Cửa Khe đã có mặt ở các chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc. Nhiều công ty cũng đã tìm đến làng nghề để hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Và đặc biệt, người dân làng nghề còn nhanh nhạy mở siêu thị mini ở những thành phố lớn để giới thiệu quảng bá và đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng. Làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe của Bình Dương là có trên 60 hộ tham gia chế biến nước mắm. Và trong thời gian qua thì xã, ủy ban xã đã dành cái nguồn liên kết phát triển sản xuất nông thôn mới thì hỗ trợ cho làng nghề trên 8 triệu để có hộ cải tiến bao bì cũng như các mẫu mã cha lọ đối với nước mắm để mà đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của thị trường. Thì hiện nay thì trong thời gian qua thì nhiều xã đã nhiều hướng dẫn cho các hộ trong làng nghề, rồi củng cố là bằng quản lý làng nghề, rồi hướng dẫn các hộ
có thủ tục hồ sơ để mà hoàn thiện hồ sơ tham gia cái chương trình mẫu sản sản phẩm gọi là chương trình OCOP. Và đến nay thì là nghề nước mắm đã có hai cơ sở tham gia OCOP và đạt ba sao. Và năm 2021 này thì xã phấn đấu là có hai sản phẩm OCOP tại làng nghề đạt ba sao và một sản phẩm OCOP mà nâng hạng lên bốn sao. Và cái làng nghề này thì xã cũng định hướng là vì làng nghề nằm ở giữa hai khu du lịch Vinh Bơn và Nam Hội An, thành ra định hướng phát triển làng nghề này là gắn liền với du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm để thu hút du khách đến đây và đồng thời là quảng bá để mà tiêu thụ sản phẩm liên kết sản phẩm nước mắm tại làng nghề trong thời gian đấy cho nó nâng cao hơn nữa trong thời gian đấy. Và đặc biệt một cái quan trọng là xã thường xuyên quán triệt các hộ sản xuất chế biến nước mắm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các loại nước mắm, nước chấm công nghiệp, nhưng ngư dân nước mắm Cửa Khe nói riêng và vùng sản xuất nước mắm Nam Hội An nói chung vẫn giữ nguyên quy trình làm nước mắm bằng cách ủ chượp truyền thống với nguyên liệu chính là cá cơm thang và muối. Với phương châm không chạy theo số lượng mà chú trọng đến chất lượng, nên nước mắm Cửa Khe Nam Hội An đến nay vẫn giữ được thương hiệu riêng không thể lẫn lộn. Điều đáng mừng không chỉ học hỏi kinh nghiệm của cha ông trong cách muối mắm, mà thế hệ trẻ của làng cũng nỗ lực không ngừng trong xây dựng quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường. Đặc biệt, hiện nay nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất nước mắm đang hướng đến mục tiêu thu hút khách du lịch. Du khách khi đến vùng đất Cửa Khe Nam Hội An không chỉ được thưởng thức những sản phẩm nước mắm ngon nhất, mà còn được nghe kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của vùng đất ven biển này.